Trung Quốc vừa bắt giữ một nhà báo nổi tiếng về tội tiết lộ bí mật nhà nước. Đây là vụ đàn áp mới nhất của Bắc Kinh nhắm vào những tiếng nói bất đồng chính kiến trước ngày kỷ niệm vụ thảm sát Thiên An Môn. Thân Hoa xã hôm thứ Năm loan tin bà Cao Du bị bắt giữ ngày 24 tháng 4 vì bị nghi ngờ lấy trái phép một bản sao tài liệu chính phủ không xác định và chuyển cho truyền thông nước ngoài. Truyền hình nhà nước Trung Quốc phát sóng hình ảnh nhà báo 70 tuổi thú tội. Hoạt động của bà Cao đã khiến bà đi tù hai thập niên trước, cũng về tội tiết lộ bí mật nhà nước. Bà cũng là người ủng hộ phong trào dân chủ Thiên An Môn bị quân đội Trung Quốc đàn áp vào năm 1989.